Bác lúc nào đi cũng có cái món thuốc lào này không bao giờ bỏ được. Ô bố đây. Dạ, em mời bác. Bia là ngon đấy. Bia ngon, công nhận. Đậm. Có lẽ từ nay trở đi chú cứ chiều đến là chú lại ra đây với anh. Chúng ta vừa uống bia vừa để giải sầu. Chú thừa biết anh, thằng đi ra ngoài cuộc sống ở bên ngoài ấy, thấy ai cũng kính nể, ai cũng tôn trọng. Nói có người nghe mà đe có người sợ. Ấy vậy mà về vợ đối xử mình như thế. Chú tính nhá, anh cũng khác gì trâu ngựa đâu. Làm từ A đến Z tất cả mọi việc quán xuyến lo lắng hết cho gia đình. Đấy, vợ chỉ việc ăn mới chơi. Vậy chú bảo bây giờ cuối cùng anh đang là người, nó bắt anh làm con vật. Nó cắm sừng vào đầu thì con thấy con vật còn gì đâu. Đúng không? Mà luôn luôn tôn trọng vợ, không bao giờ cho vợ là thứ hai. Ấy vậy mà nó lại cho anh là chủ nhật. Chủ nhật là sao ạ? Có nghĩa là ngày nghỉ đấy. Chủ nhật là ngày nghỉ, có nghĩa là cho anh nghỉ hoàn toàn luôn. Bác trời chữ quá em không hiểu. Thế chú thấy đau chưa? Thôi em cũng xin chia buồn bác. Bác ạ, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Trong ba anh em mình chơi, có mỗi bác sợ vợ. Từ đây bác cứ nhìn anh hai nhà mình, anh Quân đấy, em đấy, có làm sao đâu. Anh nói thật sự chú, anh không phải là sợ vợ. Đây chẳng qua là nể vợ, yêu thương vợ, nhưng mà nể quá, yêu thương quá, nó quá đà, cuối cùng nó mới cắm sừng mình. Thì đấy, đấy chính là cái dở của bác. Yêu thương chiều chuộng người ta quá thì người ta lại đè đầu cưỡi cổ. Bác cứ nhìn gương bác Quân kìa. Nói có người nghe, đè có người sợ. Nói một là một, hai là hai. Mà chủ nhật là chủ nhật chứ không sang thứ hai như bác được. Đấy. Thì chú là sao? Thì ý em là bác cứ học theo bác Quân ấy. Học thằng Quân á? Vâng. Nó có cái gì để học? Thì bác Quân bác ấy nói với em là nói có người nghe, đe có người sợ. Nói một là một, hai là hai. Chủ nhật là chủ nhật, mà thứ hai là thứ hai. Không có lộn tùng phèo từ chủ nhật sang thứ hai như bác đâu. Cái câu nó bắt chước anh. Nó còn sợ vợ hơn anh nhiều. Anh đây chỉ là nể vợ, thương vợ mà cùng nó cắm sừng anh thôi. Chứ còn thằng Quân này, vợ nó hò cầu cái là đã phải chui gặp bàn rồi. Ai bảo bác thế? Ok, anh chứng kiến luôn. Rõ ràng hôm trước bác Quân ngồi với em, bác cứ nói với em khác. Hôm trước khác, hôm nay nó khác rồi. Tin hay không tin, anh nhà mình uống bia xong rồi chú sang chú thử xem. Thôi được rồi, đằng nào cũng hẹn anh Quân ra đây rồi. Ôi giời ơi, đi học Quân thì chết thật. Đi đây. Rồi. Đây rồi, đây. Em đi nhậu nha. Đi chơi với anh em. Thôi, không phải bàn nữa nhá. Rồi, biết thế. Ôi giời ơi. Idol của em đây rồi. Ui sao hôm nay anh đi đâu mà đi diễn à? Nhìn trông như găng tơ Mỹ. Em lại thấy giống Michael Jackson. Anh cảm ơn. Em nhậu suốt từ sáng giờ. Có lịch hẹn với anh em mà em đến thôi. Ê bác anh à? Vâng. Mấy anh em vừa nói chuyện, bác Quang bác ấy kể cái gia cảnh nhà bác ấy buồn quá bác Quân. Thế bác cả lại có chuyện gì mà lại buồn thế? Chú thừa biết rồi, chú còn giả vờ hỏi. Em xin phép có điện thoại cái. Alo. Đấy. Gì? Cứ như lịch mà làm nhá. Rồi. Ui dồi ôi, bác thấy chưa? Đỉnh đạt chưa? Oai phong chưa? Ai gọi đấy? Vợ em nhìn thấy ghi chữ vợ yêu. Vợ em gọi hỏi là có về ăn cơm không? Em bảo là lịch là em đi đến hết đêm nay mới về nhậu với bác, nhậu với chú Khánh đây, lúc nào xong thì mình về, không cơm nữa cả. Đấy. Thế mà cứ bảo em là anh chém gió sợ vợ rồi. Rồi. Chú làm anh hơi ngạc nhiên đấy. Em vẫn thế, có gì không ngạc nhiên. Vẫn thế à? Kiếm được quả kính ở đâu ác nhất. Này, quả kính này là bồ anh tặng. Hàng sách tay từ Mỹ nhá. Này,
mạ vàng 24K đàng hoàng nhá. Công nhận. Đấy. Đẹp thật. Mắt này đeo vào như là gì? Người đẹp, da trắng lên gấp 2 lần. Trời đang sáng đeo vào tối đi, nhưng mà vào trong tối lại sáng lên. Ừ. Chắc thôi thôi thôi, đắt lắm nhỉ. Chú Quân ơi, chú đeo luôn vào mắt đi. Đeo chú Khánh vừa phát hiện ra bị vợ đánh bây giờ. Chú đeo vào. Đánh thế nào ấy? Sao lại đánh là như nào? Đánh như nào? Em không hiểu. Chú cha để ý. Chú lại bỏ kính ra anh xem nào. Thôi em đeo lên đang đẹp bác ơi. Chú Khánh lấy cái kính ra mà xem. Chú lấy cái kính ra xem nào. Chú nhìn mắt chú Quân nha nào. Thôi em xem nào. Em chưa kịp nhìn mắt, mới chỉ nhìn kính. Đấy, đeo vào. Đeo kính vào đi. Từ em kính đẹp thì đẹp thôi, nhưng mà đây xem nào. Ôi trời ơi. Cái gì? Sao lại tím bầm thế kia? Ôi giời ơi. Thôi. Cái vết tím này không phải là vợ đánh như các bác suy luận đâu. Cái vết tím này là hôm qua em mắc quần áo rồi cái mắc áo nó bật vào mắt. Nên nó hơi tím nên em phải đeo vào xong rồi ra ngoài sợ người ta suy luận nó mất hay đi. Đúng sao rồi. Lại em thấy cái mắc áo là giống hình quả đấm thế? Chả bao giờ đeo kính vô đây ngoài thế thì để... Bảo em thấy lạ. Mình không bàn vào cái chuyện kính kia đấy, uống đi đấy. Chụp Khánh này. Dạ. Cái mắc áo mà nó quật vào cái thì chắc chắn là phải xước một tí thôi. Vâng. Đây cả quần cái kia. Đây cả quần đi tròn cái kia. Là cái củ trỏ chứ còn gì nữa. Hay là cái nắm đấm. Bác kia giỏi hình dung nhá, em thì thôi. Em nói bác biết nhá, em với chú Khánh như này. Tuy rằng là không cao. Đấy, thế nhưng mà vợ bao giờ cũng phải ngước nhìn và nghe lời. Nó ngước nhìn bởi vì nó đang ngồi ăn cơm, ông đứng ở bên cạnh, đứng gọi chầu chực ấy. Thế nó phải ngước lên thế này. Nhưng mà anh Quân nói đúng cái vế đầu thôi, là ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng cái vế sau ấy, em có bị cái mắc áo vào mắt đâu. Thôi nhưng mà đầu cua tai nheo nào đánh vào mắt ấy. Bảo lần sau nó... đánh chỗ khác, có mua hai cái mắt để nhìn rồi đánh vào đây kia, vẫn có ngày hỏng mắt nó chết ấy. Thôi ăn đi, anh em trên bên dưới thuyền có gì cứ tâm sự. Dạ, em cũng chả xấu hai bác làm gì. Ba cái chú Khánh cũng biết ấy. Con vợ em nó cũng dạng là sư tử Hà Đông. Đấy. Có mỗi cái tội là em hôm đấy là em hẹn 8 giờ em về, nhưng mà mãi buôn cuộc điện thoại em về nhà lúc 8 giờ 5. Thì vợ em nó ngồi ở ghế, em vào em chào nó. Đúng cái hôm đấy nó lại khó chịu trong người. Thế là nó nhìn đồng hồ chậm 5 phút nó táng em luôn. May mà em còn đỡ kịp bên này chứ không phải đi nốt bên này. Anh nói chú Khánh biết là chính con vợ anh ấy là còn đỡ. Nó không ghê gớm. Anh không sợ vợ. Mà nó cũng đặc biệt nó rất là tôn trọng anh. Nhưng mà trước mặt anh thôi. Nhưng sau lưng anh nó toàn bậy bạ thế. Nó để cho anh cắm sừng chứ còn vấn đề mà nếu nó lại như là sư tử Hà Đông như kiểu vợ chú Quân này nó đánh mình thì mình còn đỡ đau. Chú này chỉ đau thể xác, anh đau cả tâm hồn. Thôi thì bây giờ anh em mình đều trên bên dưới thuyền. Mỗi người có một nỗi khổ riêng. Thì hai bác thì cứ như em ấy cho là an toàn, có gì là cứ chui thẳng vào cái dòng gầm giường. Thế là thân vẫn lành lặn. Tính kế hèn như chú thì tính làm gì cho nó mất công. Người chú như con chuột nhắt thì chú chui vào chỗ nhảo chẳng được. Anh hả? Em có ngu kiến thế này. Thế nào? Là anh em mình uống đi. Uống cho nó say rồi. Các cụ bảo là nam vô tiểu như cờ vô phong. Đấy. Mình uống xong mình về mình đứng thẳng, mình đi thẳng vào nhà xem nó có dám láo. Mình phải tìm lại cái vị thế của mình ấy. Đúng không anh? Mạnh dạn đấy. Em thấy bác Quân nói đúng. Bởi vì lúc ấy là rượu bảo mình đi chứ mình cũng phải mình đi đâu. Dũng khí đấy. Đấy, dũng khí đấy. Bia bảo mình đi. Bia bảo mình đi. Hôm nay quyết định anh em mình uống thật say nhá. Đúng nhá. Không say không về nhá. Đúng rồi. Uống say xong bắt đầu rồi mình mới về nhá. Trời. Về lúc ấy là thực sự ra vợ kể cả mẹ vợ chả sợ. Đúng rồi. Chị cho đến nơi đến chốn. Nào, 2, 3, vô. Hôm nay là hai anh em mình sang mục sở thị bác Quân xử lý vợ thế nào. Chú ấy xử lý xong đến lượt anh em mình. Đúng. Cũng phải xử lý cho tới nơi tới chốn nhá. Đúng rồi. Nhà đâu? Đây nhà bác Quân đây. Cửa đây à? Cửa đây.
Cứ chờ chắc đang xử lý vợ đấy. Em ý giờ này đang dạy cho bà vợ một bài học. Đang phải dạy cho luôn tới 8 bài đấy. Không phải một bài chưa chữa đâu. Hôm nay là mình có dũng khí rồi mà. Sau chú con xử lý xong về nhá, anh về nhà anh bẻ cái sừng ở trên đầu anh ra nhá, để anh không làm thân trâu ngựa nữa. Anh làm người nhá, để cho vợ nó biết luôn. Cái kiểu nó định cố tình cắm sừng vào đầu. Sừng nhọn quá. Rồi. Ôi sao lâu thế? Con ơi. Lâu thế nhỉ? Ừ, cứ chờ đi. Con ơi, xử lý xong chưa? Cứ chờ đấy. Đây, đây rồi. Đây rồi. Nha. Xử lý vợ mệt quá. Xử lý rồi. Ấy. Xử lý luôn. Sau đây là đến lượt anh. Nhưng mà không phải là em xử lý. Em không kịp bánh phủ đầu mà vợ em nó bánh phủ đầu em. Sao lại thế? Chưa uống rượu thì em chỉ nhìn thấy có một con phù thủy cưỡi chổi thôi. Rượu say về em nhìn thấy 6 con phù thủy nó quay nó quánh em không biết đường nào mà tránh nó cả. Ông chạy đi đâu? Tốt nhất là mình cứ sợ vợ cho nó lành. Anh bây giờ nó còn khổ nữa này. Anh sợ vợ anh chắc này, bây giờ anh còn vợ sợ cả vợ hàng xóm ấy. Mặt có sao không? Ôi trời ơi, cuối cùng có mỗi em lành lặn ai cũng bị ăn đòn thế này. Tôi đang cái thống nhất này tiếp tục sợ vợ nhá. Tôi thì lại sợ mày. Nhà nghĩa cử có ai không nhỉ? Ai đây? Gọi ai đây? Ở nhà nghĩa cử có ai ở nhà không? Này! Nghĩa thì có nhà. Thế nhưng mà ông cử ông chết rồi. Nhá! Sống cha có tình có tiếc gì? Gọi thế bao giờ? Có tình! Có tình đây! Cái gì thế này? Ô! Ôi trời ơi! Bạn tôi! Ôi trời ơi! Này! Ôi trời ơi! Ông khác hẳn ngày xưa như này. To béo. Phải lên đến gần chục cân ấy nhỉ? Thì đấy, ê, trời ngày xưa là suốt ngày bị các ông gọi là tình cảm. Bị cảm, bị ốm. Bây giờ thì khác rồi, khỏe ơi, lắm. Bắt tay bạn tôi cái nào rồi. Ngồi đây. Ôi trời ơi! Mình ơi! Ra! Đang làm gì đấy? Ra tôi bảo nhanh lên! Trời ơi, bạn. Minh à, bảo gì em đấy? Bé mồm thôi. Chào em. Em chào bác ạ. Đây là bạn anh. Mình có nhận ra ai không? Không. Anh Tình. À, rồi em nhớ rồi. Anh Tình cả có đúng không? Đúng. Nhà em kể chuyện với các anh suốt đi mà. Chẳng chơi thân với nhau từ cái hồi cửa trường 80 còn gì. Đúng rồi. Mà này nhá. Ừ, nhà em còn kể chuyện nó có một lần mà bác đi tắm sông đấy. Thế xong rồi thế nào mà cua nó cắp vào. Ê. Ơi. Cậu linh tinh em ấy nhá. Chuyện đấy mà cũng kể được. Khổ quá. Vui có gì đâu mà kể cho nó vui. Chồng tâm sự với nhau thôi. Này. Dạ. Nói bé thôi. Không bạn anh giật mình. Được rồi. Bé thì bé. Ê, bạn thông cảm. Vợ tôi tốt tính lắm. Em ăn to nói lớn nó quen rồi, bác thông cảm. Rồi. Ngồi. Bác ngồi. Mình không lấy nước đôi thì mời bác ấy à? Khổ quá, vừa mới đến đã kịp lấy nước đâu. Phải gọi mình ra giới thiệu luôn. Không có nước đôi gì cả cho nó mất thời gian. Bây giờ em chạy ù ra chợ nhá. Thế xong rồi em xem mà em làm tí nhậu về mình với lại bác ấy ngồi nhắm rượu. Thế nhưng mà khổ quá. Việc đấy cứ để em lo nhá. Em đi nhá. Bác ngồi nhá. Nhưng mà nè, có mấy cái bánh mang cho mấy đứa nhóc anh mà. Vâng, em xin. Bác đưa nhà em. Em xin nhá. Bác ngồi đây nhá. Em đi. Vợ cậu có vẻ lính tráng phết nhỉ? Ừ, vợ tôi được cái là sức dài vai rộng to cao, ăn to nói lớn. Lúc nào nhà cửa cũng cứ hoang. Chả bao giờ cãi nhau được ông ạ. Thế mới hay đấy cậu ạ.
Cơm, bác ơi! Cơm, bác ơi! Nhanh cũng có nguội hết cả rồi! Ôi trời ơi! Đấy! Ôi trời ơi! Cô chú cầu kỳ quá! Em cứ để cho bọn anh ngồi nói chuyện cũng được. Gấp qua cái gì đâu mà bác cầu kỳ cái gì? Lâu lắm rồi bác mới đến nhà em chơi. Em làm tí gọi là cho nó gọi là có tí cơm rau cơm dưa cho nó tỉnh cảm gia đình mà. Mình. Hả? À, nói bé thôi. Gấp đi càng nói tôi quen thì cứ bảo nói bé, bé làm sao mà nghe thấy được. Bác sờ đi, bác làm chén rượu đi. Đây. Vâng. Đây. Bác ơi em bảo này, gà này là gà chạy bộ đấy nhá. Em coi là phải ra tận chợ để em mua về cho em vặt lông thì em làm gà cho bác đấy. Chứ đây ở trên thành phố bác làm gì có mà ăn. Gà này mới là quý đây này. Đây cô cũng làm một bát. Ôi thôi, em xin phép bác. Sao? Em ăn rồi. Em là con người đơn giản mà. Em vừa nấu thì xong rồi em oánh mất cơm thì là thôi xong bữa. Thôi nhá, thì anh em cứ uống rượu đi thì em xuống tí. Thế nhá. Vui. Đấy, ông thấy không? Không khí nhà tôi lúc nào nó cũng ồn ào vui vẻ thế thôi. Hay đấy. Hai vợ chồng nhiều lúc ấy buổi đêm mà nằm tâm sự với nhau mà hàng xóm người ta nghe thấy hết. Cẩn thận đấy, nhà nhá, mà cứ giấu vàng ở đâu ấy thì đừng cho vợ biết, nếu không là cả xóm biết đấy. Làm gì có đâu. À, để tôi gọi cho thằng Trọng xem nó về chưa. Thôi không phải gọi đâu. Không đây. Không phải gọi đâu, tôi qua đấy rồi. Tôi qua nhà Trọng rồi. Đấy, ông thấy không? Hai bạn mình nên nhậu đủ hay chưa? Ê, bạn tôi. Chả dám. Coi thường nhau, về qua đầu làng không vào nhà nhau là biết rồi. Vẫn dỗi như ngày xưa, tính cách của Trọng. Này bạn ơi, tôi có sang nhà bạn. Tôi sang nhà bạn trước nhé. Nhưng mà vợ bạn bảo là bạn đang đi vắng. Vợ tôi bảo đi vắng. Đi công tác. Cho nó một bài học. Vớ vẩn bố lao mất dạy. Thôi, tôi cũng có dặn vợ của bạn là nếu mà bạn về thì tôi đang ở bên nhà Nghĩa. Bạn sang đây thì anh em gặp nhau thôi mà. Đã còn về nhà đâu. Đấy, chứ còn nếu không nhá, là xong ở đây là tôi cũng về nhà bạn. Nhất trí. Đấy. Bạn ơi, đây, chén của bạn đây. Nào, anh em chúng ta đúng là có duyên. Nâng chén rượu đầu tiên là có đầy đủ luôn. Chúc tình cảm của anh em chúng ta mãi mãi bền lâu, không bao giờ phai nhạt. Nào con, Nốt. Xin phép nhá. Mình xin lỗi mình. Tôi không uống nữa đâu. Đây uống nốt nhá. Lâu lắm rồi tôi chưa nhậu trận nào vui như thế này. Mệt. Say thật đấy. Say. Bạn ơi, bạn coi như đây là nhà của bạn. Bạn mệt rồi thì mời bạn lên trên giường nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong dậy tỉnh táo rồi anh em mình nói chuyện tiếp nhá. Ok. Bây giờ bạn đi nghỉ đi. Nhưng tôi ngồi tiếp Trọng tiếp. Nhưng mà chiều nay bằng mọi giá bạn phải qua nhà tôi. Đúng rồi. Tôi sẽ bảo vợ tôi một câu làm tiếp tiếp bạn. Rồi. Nhất trí. Xin bạn lên giường nghỉ ngơi đi. Tôi nghỉ ngơi một tí nhá. Xin này. Phép hai bạn nhé. Từ thôi. Đây. Hai. Ôi trời ơi. Bảo với Tình là cảm ơn. Cứ bảo với Tình là bạn xin. Thế còn một việc nữa là chiều nay bạn lại có tí việc sang bên ngoại. Lúc nãy quên. Thế tí bảo Tình là lúc khác. Rồi. Nếu bạn rảnh thì bạn sẽ alo. Thế ông bây giờ về luôn à? Bây giờ phải về vừa đi nhiều việc. Về đi sang nhà ngoại hả? Rồi. Mình thế xin. Con đi được không để tôi đưa về? Không mình được. Mình ơi. Em đây. Xong chưa em dọn nhá. Bé cái mồm thôi để cho cậu Tình cũng ngủ. Ôi trời này dễ ngủ nhỉ. Đấy cái cơm no rượu say này lăn quay ra ngủ đi. Em dọn. Dọn tôi. Thế mình nằm nghỉ đi. Thôi được rồi. Em dọn cho. Mà này. Dạ. Tôi hỏi.
Tôi biết là nhà mình làm gì còn tiền. Thế nhưng mà mình lấy đâu ra tiền để mà lo bữa cơm ngon như thế này? Thế lại sang vay bác cả hả? Thì bác cả thì có khác gì nhà mình đâu. Bác ấy làm gì có tiền. Nhưng mà thôi không sao cả. Cái vấn đề đơn giản nhỏ nhặt em lo được. Mình vào mình nghỉ. Em dọn. Em lo được. Nhưng mà lo ở đâu ra? Khổ quá, em đã bảo là em lo được. Mình cứ phải lăn tăn. Em bảo là em lo được là em lo được. Mình cứ lên mình ngủ đi nhá. Không có gì phải hỏi cả. Này, mình quay lưng lại cho xem này. Khổ quá, có cái gì đâu, thôi để cho em dọn. Nào, mình buông cái tóc xem nào. Đây, em buông rồi. Tóc lại ngắn thế này. Tóc của mình dài lắm cơ mà. Đấy, mình lấy cái quần này nó nóng quá mà em để tóc dài nó ngốt lắm. Em cắt đi cho nó mát đi mà. Em cắt đi cho mát. Mái tóc này mình nuôi từ khi còn trẻ cho đến bây giờ. Làm gì có chuyện cắt rẽ như thế. Thì bây giờ nóng nha mới cắt. Có phải là mình cắt tóc rồi mình bán đi để lo bữa cơm không? Khổ quá. Em nói thật với mình chứ, chả mấy khi bác đến nhà mình chơi. Cái tóc em nó cắt đi rồi thì nay mai thì nó cũng mọc. Nhưng mà tình cảm anh em mà mất đi rồi, không thể nào lấy lại được đâu. Thế cho nên là mình không phải lăn tăn cái chuyện này đâu. Nó rất là nhỏ nhặt thôi. Mình nhé. Cảm ơn mình. Cảm ơn mình. Mình dọn đi. Thôi mình uống rượu xong rồi mình lên giường mình nghỉ ngơi một tí thì em dọn nhá. À, mình dọn đi. Dọn nhá. Ừ. Mình đừng nghĩ gì nữa. Mình mà nghĩ nữa, em còn nghĩ hơn đấy. Bọn cậu ở đâu? Sao? Ngủ tiếp đi. Ngủ tiếp đi, tỉnh rượu. Tỉnh rượu rồi thì... Tôi tỉnh rồi. Tôi rất cảm ơn. Rất trân trọng tình cảm của bạn. Nói thật, bạn có một người vợ rất tuyệt vời. Có gì đâu. Bạn bè lâu ngày không gặp nhau, vợ chồng tôi có bữa cơm nhạt. Tiếp bạn thôi mà. Uống chè đi. Thú thật với Nghĩa là lần này tôi trở về đây cùng với dự án xây dựng khu công nghiệp ở quê mình. Dự án khu công nghiệp ở quê mình? Phải. Là cái dự án mà mới khởi công ở gần thị trấn hả? Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị. Cái gì? Cậu là chủ tịch hội đồng quản trị? Chúc mừng bạn tôi. Và tôi rất mong bạn hãy đồng hành cùng với tôi. Tôi sẽ đồng hành cùng bạn. Anh em nò đòi có nhau. Mãi đến ngày đầu tiên. Tôi sẽ đồng hành cùng bạn. Nhưng còn về công việc ấy thì cứ từ từ rồi tính nhá. Uống chè đi. Vào đây. Vâng, đây rồi. Vào đây, vào đây. Ấm mình nhỉ? Vào đây. Vâng. Rồi. Ê, anh ngồi đi. Dạ. Anh cẩn thận ạ. Rồi. Mà này, hai chú là hơi bị khách sáo ấy nhá. Đến chơi với anh rồi, quà cáp làm cái gì? Trong này có cái gì đấy? Ôi, dạ sếp ơi. Dạ, món quà được chia làm hai ngăn. Ngăn bên trên là của em ạ. Dạ sếp ơi, muốn cho xanh tóc đỏ ra. Rủ nhau lên núi tìm Hà thủ ô. Sếp mà chuyển cái này vào là xanh tóc đỏ ra là cứ hừng hực lửa ấy chứ. Nhưng quan trọng là lõi ạ. Lõi à? Dạ vâng. Thích cái lõi. Làm chứ cái lõi là cũng phải chắc chắn. Dạ vâng. Còn của em là ngăn bên dưới sếp ạ. Anh Nam là lên núi lên đồi. Em là xuống biển sâu, em phải ra tận Đại Tây Dương lặn xuống biển sâu lấy củ quý về tặng sếp. Sao vất vả thế? Củ quý này là sếp khỏe mà là cả xóm vui. Dạ đấy ạ. Quan trọng là cái lõi nó cũng cắt chắc như anh Nam.
cái món quà của chú ấy là tốt hay. Dạ, dạ. Anh là phấn khởi lắm. Nhưng mà chị là trách đấy. Anh mà khỏe thì chị đi. Dạ, dạ. Anh vui là được rồi ạ. À thôi được rồi, hôm nay đến đây nhá. Dạ. Chúng ta sẽ phải uống say với nhau, nhớ chưa? Chúng ta sẽ làm vài chai. Ừ, đúng chúng rồi. Ta sẽ làm vài ly. Rồi ok ạ. Mình ơi. Mình. Ơi. Dạ tôi bảo. Tôi đây. Ôi giời ơi. Quý hóa dạ, quá, dạ, dạ. Chơi đấy à? Dạ. Biết anh sắp đi. Này. Sắp cái gì mà sắp? Sắp cái gì? Sắp vào trong bếp. Lấy cho tôi chai rượu nhá. Này lấy rượu ngon vào. Giới thiệu nhá, đây là chú Khánh. Cánh tay trái của tôi. Biết rồi. Đây là chú Nam, cánh tay phải. Biết được rồi. Chưa? Rượu ngon. Đây đây, chờ chị tí nhá. Đấy. Vẫn cái tính nhanh ổn đoạn đấy. Dạ. Mà cái tính này ấy, y như cậu Khánh này. Nhanh ổn đoạn lắm. Cái trường hợp của cậu ấy là khó tuyển dụng lắm. Còn lâu mới ký hợp đồng dài hạn được. Thế làm sao mà tuyển dụng ký được hả sếp? Thì bây giờ cậu phải chững chạc lên. Mình phải quyết đoán lên. Mình là cứ phải làm một đập ăn quan luôn. Em hiểu rồi. Em sẽ cứng cáp hơn. Đúng dạ, lo cứng ạ. Cái tính của tớ ấy là tớ hay giúp người hay thương người. Dạ vâng ạ. Cậu đấy nè. Rượu đây rồi. Trời ơi, chai rượu quý đây rồi. Đấy, rượu quý. Dạ vâng ạ. Ôi trời ơi, các chú đến để tiễn. Này. Hả? Tiễn cái gì mà tiễn? Tiễn hai chú đến đây để tiễn ông công ông táo lên chầu trời. Gia đình. Dạ vâng. Bữa này thì mang rượu ra thì chén đâu? Ôi giời, thế uống bằng gì? Em quên. Chờ chị tí, chờ chị tí. Dạ vâng. Ẩu lắm. Ẩu y như cậu Nam ấy. Ủa? Chẳng lẽ ra nhá. Là tớ đang định tính là cái đi chức trưởng phòng cho cậu đấy. Ờ. Nhưng mà cậu hơi ẩu. Dạ. Rồi ôi. Dạ. Em hiểu. Rồi ạ. Dạ dạ. Tay em bảo. Dạ dạ. Cố gắng này. Tay này là anh xem rồi. Là dễ lên trưởng phòng lắm. Ôi. Mà tay này anh nhìn rõ này. Ở đây này. Chú Khánh nhìn này. Dạ, cái dạ. Chức trưởng phòng đến nơi thế này. Một mình một điều hòa này. Một mình một phòng này. Có cả biển tên này, Đỗ Duy Nam. Cái biển ngang này là biển tên này. Chéo. Sắp lên ra trưởng phòng rồi. Chén đây rồi. Ôi, Tết năm nay là vắng bóng lắm. Các chú đến, mừng quá. Đây, mừng cái gì mà mừng. Tôi nói cho bà biết nhé. Đây là những người nhà. Còn đâu vắng bóng cái gì tôi không quan tâm. Những cái bóng kia nhá, tôi không cần những cái mặt người thấp thoáng. Đúng rồi. Tôi cần những người nhà đây này. Rồi ôi. Những khuôn mặt như thế này này. Được rồi. Lắm. Sau này sẽ kế nhiệm tôi. Bà hiểu chưa? Cái gì mà. Bây giờ nhá, hôm nay là tôi không tiếp khách nữa. Tôi chỉ tiếp hai chú này thôi. Bà đi vào bếp, khi nào tôi bảo ra mới ra, nhớ chưa? Vâng. Rồi ôi, các chú ngồi chơi nhá, quý hóa quá. Dạ. Cầm này vào. À, ui dồi ôi. Cho đỡ vướng. Ui dồi ôi, quý hóa quá, còn có cả quà thế này. Dạ, vâng ạ. Các chú ngồi nhá. Đấy, anh nói thật nhá. Này, những cái bóng mà thấp thoáng ấy, anh di luôn, hiểu chưa? Anh cần bóng thật thôi. Dạ vâng. Năm nay năm gà. Dạ. Anh có con gà. Dạ. Đấy. Bây giờ nhá, chú Nam tay phải, chú Khánh tay trái, anh cầm mấy thủ anh em ta. Hai, ba. Dạ, dạ, ôi. Cho em hưởng một chút lộc rơi, lộc vãi của sếp vậy ạ. Này, trước khi là nào. Dạ, em hồng. Chúng ta phải làm với nhau một chén nhá. Dạ, vâng. Hai, ba, nhớ. Hai, rượu. Rượu ngon không? Ngon. Dạ. Ngon. Anh ơi, hết rượu. Hết rượu. Nhà anh ngâm mấy nghìn lít cơ. Nhà anh vợ. Rượu vợ ơi. Vợ. Mình ơi. Dạ. Người ta vừa gọi điện chốt lịch bay rồi đấy. Tốt. Ôi anh bay đi nước ngoài chị? Du lịch ạ. Úi dồi ôi. Trong cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này du lịch cái gì? Anh bay vào Tây Nguyên. Đi đâu ạ? Làm gì ạ? Chơi Tây Nguyên ạ? Thế các chú không biết gì à? Không ạ. Anh bị giáng chức xuống làm nhân viên ở trong chi nhánh Tây Nguyên mà. Giáng chức à? Hôm nay tôi đến đây gặp ông, tôi thấy là chán quá. Vợ chồng ông quém quá.
sao lại kém ha? Quá kém luôn, nhà giàu mà không có con. Anh xin. Anh ngon nữa nào. Ông nói thế là hơi bị xúc phạm thằng này rồi đấy nhá. Sao lại xúc phạm? Tôi nói với ông là tôi ở nhà tôi đi làm đồng nhá, nhưng mà về đến nhà vui cực luôn. Vợ tôi vừa mới đẻ được thứ lắm sao mà nhá. Chó nhà tôi mới đẻ 9 con. Còn lợn nhà tôi mặt đẹp hơn mặt ông luôn. Này, xúc phạm lần hai nhá. Tôi ấy có nhiều thứ mà ông không thể có được nhá. Ví dụ này, nhà cửa tôi rộng lớn này, giàu sang này, ô tô 2-3 cái ngoài cổng, ông có không? Có để làm gì? Ô tô để làm gì? Với tôi là con gái là hạnh phúc nhất này, gia đình hạnh phúc này, nhá. Nhà ông to đúng không? To nhưng mà chán, ông hiểu không? Nhà to nhưng mà là con không có, chó thì không nuôi. Em mời anh chấm điểm ạ. Này, vừa mới uống được có mấy chai mà đã bắt trắng miệng ạ. À, cầm vào, cầm vào. Uống ít thôi, muốn cầm ấy, tự đi mà cầm. Đây sang hàng xóm. Bật rồi. Ông thấy chưa? Ông thấy chưa? Ông nhìn thấy chưa? Này, vợ tôi mà như vừa rồi này, tôi không đuổi về nơi sản xuất nhá. Mặc dù tôi đang ở rẻ nhá. Thế thì tôi cũng tiết lộ cho ông biết luôn nhá. Nè, đây nó chỉ là bình thường thôi nhá. Nói có sách mách có trứng nè. Cho ông xem nhá. Nè, đây ghi số điện thoại là thằng Tèo. Tèo? Không phải là thằng Tèo, mà là một em với số đo ba vòng cực chuẩn, cao 1m6 nhá. Đây là số thằng Tít, nhưng không phải là thằng Tít, mà là một em chân dài 1m7, da trắng, mặt xinh, tóc xoăn tít thò lọ. Ông có không? Chém. À, chém à. Chém. Được rồi. Bục phép. Tôi sẽ gọi ví dụ cho ông một em sang đây. Ông mà gọi ông được thì nó bục phép. Quê tôi mới thẳng cho ông là bị đánh rồi đấy. Đó. Alo. Đào à? Đến nhà anh ngay nhá. Em. Tôi gọi rồi đấy. À, uống một lúc nữa là em đến. Để nhá. À, thôi được rồi, để tôi về tôi lấy cái ít rau sạch rồi tôi mang sang luôn đấy nhá. Đấy. Ê, ông thấy không? Đấy, biệt đội phản ứng nhanh. Gọi ngay đến luôn. À, chào ơi. Phục vụ cho bọn anh đi. Này này này, các anh uống nhiều quá là hóa rồ à? Đau nào? Có bất dạy à? Mày nói ai đấy hả? Ủa? Mày là bồ thằng này mà nó gọi sao mà mày lại hỏi câu là đào là con nào trong khi mày là con nào? Thôi, ông tha cho em nó. Ông tha cho em nó. Ra luôn con. Thôi, đánh đi. Thôi, tha cho em nó. À, em rót rượu cho bọn anh đi. Đây là thằng bạn ở dưới quê của anh. À, rót đi. Ông thấy không? Mỗi lần tôi uống rượu ấy, là bét nhất là phải có 20-30 em như thế này đứng rót rượu. Dạ, em xin lỗi các anh ạ. Dạ, em xin được rót rượu ạ. Dạ, em mời các anh ạ. Các anh cứ uống rượu đi rồi em sẽ phục vụ các anh từ A đến Z ạ. Chưa nhá. Cảm ơn. Dạ, em mời anh ạ. Đấy, giờ này mà đây là các anh khá quá nhỉ. Em mời các anh ạ. Có em vào hết là sung sướng gạt. Em phải phục vụ cho bạn anh chu đáo như là phục vụ anh nhá, từ A đến Z luôn. Có người em rồi. Dạ, em mời các anh ạ. Dậy, dậy cái lên. Cái gì đấy? Này, ông mở to mắt ra, mở to mắt ra, thấy Đào. Ai chưa? Đào à? Đào thì mở to mắt ra. Sao em lại đánh anh? Tỉnh. Này ông nhìn rõ đi, ai đây? Vợ. Con gái.
từ nay đến giờ là vợ đứng đây à? À này, tôi phát hiện ra một bí mật sau lưng tôi nhá. Mỗi khi anh rượu chè hoặc là anh gái gú nhá, đã thế từ bây giờ tôi đặt định vị vào người anh. Thế là từ nay đến giờ ai ôm em đấy? Này, ông bạn của anh ấy ôm tôi đấy. Ôi trời ơi! Em ơi, lâu này tình ai đó? Em ơi! Này! Tình ý là vui! Đây là vợ tôi! Mà ông kệ và ông thứ! Tình! Vợ tôi! Mẹ ơi! Mẹ đi hướng nào mẹ ơi! Ôi trời ơi! Lên đây không biết đường đâu mà đi! Làm thì chết giờ! Trời ơi! Ôi dồi ôi! Hương! Cô à? Đi đâu mà hớt há hải thế? Này, dạ? Cô bảo này, vừa nãy cô đi ra ngoài chợ nhá. Vâng. Không hiểu làm sao mà rẻ hơn cả ngày thường. Vâng. Này, cô vừa mua con gà này. Đấy, tươi rói rói này. Nhìn này, eo ơi rẻ lắm ấy, như vâng, cho vâng, vâng, ấy. Vâng, ôi dồi ôi, đây nhá. Còn cả bộ quần áo cô vừa mua. Đây này, đẹp lắm. Ôi mà, cô ơi, như cô là cho. Cháu không có thời gian buồn đâu ạ. Cháu đi tìm mẹ cháu đây ạ. Ôi dồi ơi này. Dạ. Làm sao mà phải tìm? Ô, bà ấy đi được, bà ấy khác về được. À mà này, đi dạ. Chợ đi. Ôi, ôi hôm nay nhiều cái thứ rẻ lắm. Trời ơi, cháu làm gì có thời gian mà đi chợ đâu ạ. Mẹ cháu đi lạc rồi, chả biết ở đâu cháu đang lo xuất phố đây này. Ôi dồi ôi, không cần phải tìm. Mà hình như vừa nãy là cô có gặp mẹ sao ấy. Ơ, cô gặp mẹ cháu ở đâu? À được rồi, để cô nghĩ xem nào. Cô ơi, cô nghĩ xem lúc là gặp mẹ cháu ở chỗ nào ạ? Vào tìm con Nga, nói chuyện một lúc này. Dồi ôi. Xong lại nói chuyện con Phương một lúc. Xong. À, nhớ ra rồi. Mẹ cháu ở đâu ạ? Không thấy. Ôi giời ơi, thế mà cô làm cho mà ngụp. Thôi cháu nói chuyện với cô đâu, cháu đi đi. À này này, cô bảo. Thế bây giờ mày cho đặc điểm nhận dạng đi để cô tìm cho. Ô hay nhở, mọi ngày thì mẹ cháu như thế nào cô biết mà. Cứ hỏi đặc điểm nhận dạng làm gì. Khổ quá, hàng ngày có nhìn nhưng mà nhìn không kỹ. Bây giờ mày cứ tả kỹ vào để cô cái đặc điểm để cô còn nhìn cho nó dễ. Thôi được rồi, cháu cứ tả chi tiết cụ thể như thế này nhá. Ừ. Tôi tên là Nguyễn Thanh Hương, mẹ tôi là Trần Thị Hướng. Hiện tại bà đang mất phương hướng đi lạc ở đâu không biết. Khi đi bà mặc áo lụa màu đen, quần màu đen, đi dép tổ ong màu đen. Đằng sau gáy cũng có một nốt ruồi rất đen. Ai biết bà ở đâu xin liên lạc số điện thoại 1900100 có. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. Ôi dồi ôi, mày quá à. Khiếp, mày nói cái nhật tin vắn trên TV ấy. Ôi, cháu chả biết mẹ cháu giận dỗi kiểu gì. Bây giờ đi lạc cháu chả tìm được. Cháu biết tìm mẹ cháu ở đâu bây giờ à? Thôi được rồi, bình tĩnh. Bây giờ chúng mình đi tìm. Nhưng nhá, mà nào đi luôn. Ôi dồi, đây rồi, cái gì tìm nữa. Mẹ ơi là mẹ. Ôi dồi ôi. Mẹ có biết là từ nãy giờ con đi tìm mẹ vất vả thế nào không ạ? Mẹ có bị làm sao không ạ? Mẹ cháu xem. Mẹ ơi, cô đi cho khuất mắt vào chồng anh chị. Bà ơi, có chuyện gì? Hai mẹ con về đóng cửa bảo nhau. Vâng. Ai lại làm thế? Ôi dồi ôi, tôi kể cho bà nghe đau lòng lắm cơ. Tôi mới ở quê lên ngày hôm qua. Ừ. Tôi trông con cho vợ chồng nó. Ờ. Nấu cơm cho vợ chồng nó ăn và vợ chồng nó đi làm. Ừ. Tôi có làm cái gì đâu cơ chứ mà. Chị xem, ra nó kêu là mất, vào nó kêu là mất. Thế à? Mà tôi gần này tuổi đầu rồi, tôi đẻ ra vợ chồng nó. Ờ. Ê, thế mà bây giờ tôi lên đây tôi chăm bẵm vợ chồng nó mà nó bảo mất. Chị xem có đau lòng không? Ôi dồi ôi, Hương. Ôi dồi ôi, mất cái gì? Thì cháu cứ phải nói rõ ràng ra cho mẹ biết chứ. Mới lại hai mẹ con về đóng cửa bảo nhau, ai lại làm thế? Ôi dồi cô ơi, cháu thề, cháu hứa, cháu đảm bảo với cô nhá, có cả mẹ cháu đứng đây, cháu có mất cái gì đâu ạ? À? Mà cháu đấy, có dám nghi ngờ gì mẹ cháu đâu, mẹ ơi mẹ hiểu lầm con rồi ạ, con chị không phải cãi. Dạ. Đấy, tôi ở trong bếp tôi nấu cơm, đấy từ ngày hôm qua giờ rất là khó chịu nhé. Ra thì nó kêu là mất, lúc thì nó bảo là mất cái tivi. Ủa mất tivi còn gì? Lúc thì nó bảo nó mất cái gì ấy, cái lấy chi chi. Xong lúc lại bảo nó mất cái wifi. Tôi lấy mất tivi còn gì? Tôi cũng biết cái wifi nhà nó là cái gì mà tôi sờ vào mà tôi lấy. Thế nói tóm lại là bà lấy của nhà nó tivi hay là thùng phi? Ui giời ơi mẹ ơi, con lại cứ tưởng là cái gì. Mẹ vừa bảo là wifi đúng không ạ? Phải. Không phải là wifi mà là wifi. À, cái wifi gì? Vâng. Thế wifi là cái gì? Wifi ấy, nó là một hình thức kết nối internet. Có nghĩa là khi mình có wifi thì mình có thể kết nối với Facebook này. À. Mình post ảnh lên Facebook này, rồi mình đọc báo, mình đọc tin tức. Thế thôi. Chứ không phải là con bảo mày lấy cái gì của con đâu ạ. À. Thế có nghĩa là cái wifi ấy là để kết nối vào internet à? Vâng. Là Facebook cái đấy. Vâng. Ôi trời ơi. Dạ. Thế sao không nói sớm để cho đỡ phải nghi ngờ mẹ con nọ kia không? Mẹ có để cho con giải thích cái gì đâu ạ. Mà cái tội này của mày mới là nặng này. Dạ. Nhá. Mày làm cho mẹ mày tốn bao nhiêu tiền 3G. Ô, mẹ vào 3G làm gì? Làm gì nữa? Để live stream. Hả? Cậu như xì.
thế này nhỉ? Cái lão Tú nhà mình trước mặt thì tử tế mà không hiểu sau lưng thì đối xử với mình như thế nào. Mình thì cứ ở nhà nội trợ thế này, lão thì cứ đi làm diện giang ăn mặc chỉnh tề thế này, không biết có con nào ở ngoài không thế này. Không thể để như thế này được. Làm thế nào để biết được bây giờ nhỉ? Rồi. Có cách chứ. Không thể để lão đi ra ngoài đường thế này được. Để xem lão về lão cư xử mình như thế nào. Minh ơi, vợ yêu ơi. Mày à, cuộc sống gia đình của tao chán lắm. Tao từ lâu đã chẳng còn tình cảm gì với lão chồng tao nữa rồi. Cuộc sống chịu đựng mà chưa tìm được lối thoát nào cả. Tao chán và muốn ly dị chồng quá mày ạ. Đây đúng là chữ vợ mình. Đúng chữ của Hương Voi không lệch đi đâu được. Thế này thì tuyệt vời quá. Trời ơi. Còn gì hơn nữa. Trời ơi. Em à. Bây giờ em biết không, anh chưa cần bỏ Hương Voi mà Hương Voi tự ý bỏ anh rồi. Thế có gì tuyệt hơn ý. Trời ơi. Bây giờ anh qua cho em nhé. Trời, qua đi chơi đã, mọi chuyện tính sau. Rồi chờ anh nhé. Trời ơi. Đi chơi đã tính sau. Trời ơi, anh đến đây. Tôi khốn nạn cái thân tôi thế này. Bao nhiêu năm tôi cung phụng anh, tôi phục vụ cho anh từ A đến Z như thế, thì bây giờ anh có con khác à? Ôi trời ơi, tưởng con nào à? Giờ anh thích con Lương Thiên à? Nó có chồng rồi đấy. Không thể chấp nhận được nữa đâu nha. Anh Tú nha, anh về đây nha. Nói thì biết nha. Mẹ ơi, bố ơi, con đi về nhà mình đây. Con không sống được với anh Tú nữa. Anh ấy bỏ con đi với con khác rồi. Sau ấy, con nấp thì nấp cho kỹ vào nhá. Quên anh đi nhá, anh đừng mà tương kế tiểu kế nhá. Anh không phải đánh chống lại với tôi biết thừa nhá. Anh không còn tương kế tiểu kế nhá. Nào này, em đọc lại bức thư đi. Đọc cái gì mà đọc? Thì cứ đọc đi. Úi dồi ôi. Bây giờ mới thèm vác mặt về đấy à? Mình à? Ai vừa đưa anh về đấy? Thằng lớp. Này, anh nói với tôi là anh đi ăn sáng. Anh đi từ 8 giờ sáng. Anh nhìn đồng hồ đi. Nhìn đồng hồ bây giờ là mấy giờ? 5 rưỡi chiều chưa? Hả? Đúng 5 rưỡi chiều. Anh có biết là ở cái nhà này, cơm nước, nhà, cửa, con cái gì cũng đến tay tôi không? Hả? Tôi khổ như thế nào? Mà anh đi ăn chơi nhậu nhẹt như này, bây giờ anh thèm vác xác về hả? Thôi, được rồi. Anh biết lỗi của anh rồi. Anh biết là mình đầu tắt mặt tối từ sáng tới khuya, hết chợ búa rồi cơm nước rồi con cái. Chính vì thế mà anh mới quyết định như thế này. Anh mới xin đăng ký cho em vào một câu lạc bộ sinh hoạt cuối tuần. Ở đấy nhá, có nấu ăn này, có cắm hoa này, có vẽ này, nhảy cổ điển này. Ui, vui lắm. Em cứ đến đấy mà sinh hoạt đấy. Vợ thằng lớp cũng sinh hoạt ở đấy mà. Thật không? Thật.
câu lạc bộ đấy tên là gì? Mà nó có Facebook không? Ờ, có Facebook. Có Facebook à? Ờ, anh tag em vào đấy rồi đấy. Anh tag tôi gì? Ừ. Anh tag rồi. Anh bảo nào, em thấy không? Anh nói cho em biết nhá, anh là một người chồng cực kỳ quan tâm đến gia đình, đâu có phải là một người vô tâm với em như là em vẫn thật. Ờ? Đấy. Ui. Làm tôi giật hết cả mình. Nhà ngươi thấy cái mưu của ta được không? Này, hả? Có vẻ hiệu quả đấy. Thế nhưng mà hai ngày tới là tôi không nằm dài xem tivi được nữa rồi. Phải nội trợ với con cái. Yên tâm. Có lớp tiên sinh ở đây cơ mà. Nói tóm lại là lớp tiên sinh có cách gì thì bày luôn đi. Đấy. Bước hai nó như thế nào thì nói luôn đi. Này. À, từ từ. Nhắn ngươi phải hứa với ta là xong cái vụ này là phải đưa ta xuống Quảng Ninh ăn chơi một bữa nữa. Ui, gì tưởng gì chứ Quảng Ninh nhá. Quảng Ninh tôi có thằng bạn làm đại gia, nó mở quán bia ở đấy. Tuy rằng là phá sản rồi nhưng nó còn nhiều bia lắm. Thì ông cứ uống. À không, ông tắm luôn đi. Tắm à? Ừ. Tốt quá, tắm đi. Được, tôi biết là như thế. Thế nhưng mà thời gian đâu ra mà bia rượu. Tối dạ lắm. Nhà ngươi thuê cho ta một người ô xin. Làm pastor tham. Hiểu chưa? Cứ để cho mụ vợ đi hết cái này, làm hết cái kia, hiểu không? Thời gian đâu mà theo dõi anh em mình, đúng chưa? Lúc đấy anh em mình có thời gian để mà rảnh rỗi. Còn cái việc kia đúng không? Có ô xin nó làm rồi. Có vẻ hiệu quả đấy nhỉ? Yeah. Rồi ôi, thức ăn thì bày bừa, bát đũa thì chưa rửa, quần áo thì chưa phơi, nhà cửa thì chưa lau, sao mà nhiều việc thế hả rồi? Mà đấy, cứ thuê ô xin nó làm được tí nào thì vợ mình nó lại bày ra từng đấy, như kiểu là nó chơi mình hay sao ấy. Mệt mỏi lắm rồi. Anh ơi, em về rồi đây. Ôi giời. Sao nhà cửa bừa bộn, đồ ăn thức uống bày hết cả ra thế này? Quần áo anh đã phơi chưa? Hôm nay anh làm được việc gì? Này, cô vừa phơi phải thôi nhá. Cô không thấy tôi đang làm việc hùng như trâu đi à? Hả? Mà lẽ ra ấy, cái công việc này tôi đâu có phải làm. Việc này là việc của phụ nữ. Đã đi chơi về rồi còn xét nét cái gì? À, việc nào là việc của phụ nữ hả? Anh có thích phân biệt giới tính không? Tôi sẽ nói cho anh biết thế nào là nữ quyền, là phụ nữ hiện đại, anh hiểu chưa? Hôn nhân nhá, là chung sống, là chia sẻ, chứ không phải là việc nhà cửa bếp núc con cái là việc của chúng tôi. Phụ nữ bây giờ nhá, là phải được giải trí, là phải có mối quan hệ xã hội, là phải có cơ hội để thăng tiến và phải có ước mơ vĩ đại, anh hiểu chưa? Rồi, này, tôi đã làm việc nhà cho cô đi ra ngoài, cô thư giãn cái đầu óc. Cô về đến nhà rồi cô đã không làm gì rồi, cô lại còn lý lẽ với lý luận gì ở đây? Cô học ở đâu nào đấy? Cái này tôi phải cảm ơn anh, vì anh đã đăng ký cho tôi cái lớp kỹ năng hùng biện đấy. Lớp kỹ năng hùng biện đấy? Ừ. Ôi, thằng bạn đẻo, mày phá sập dàn thiên lý nhà ông rồi. Trời ơi. À, bạn lớp chứ gì. Đúng rồi, ở câu lạc bộ ấy, vợ của lớp đã nói cho tôi biết hết rồi. Các anh đi bia bọt, thuê người giúp việc theo giờ chứ gì. Được rồi, tôi nói cho anh biết nhá. Anh thuê đến đâu tôi bày đến đấy, để xem là các anh ấy có thời gian đi bia bọt với nhau nữa không. Rồi ôi, thế này mà mày đặt ra là lớp tiên sinh. Ôi giời ơi, thế này là mày giết tao rồi thằng kia. Thôi không phải nhăn nhó, ngày hôm nay tôi sẽ hùng biện cho anh nghe về vai trò trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.